Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Ford Mustang thế hệ thứ 6 đã trở thành mẫu xe Cooper thể thao bán chạy nhất thế giới từ năm 2017. Chính điều này, hãng xe thể thao đến từ Mỹ đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe cơ bắp này với các khách hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 5 năm 2018, chiếc Ford Mustang đời 2018 đầu tiên cập bến Việt Nam mới xuất hiện. So với những chiếc xe Ford Mustang thế hệ thứ 6 đang có mặt tại Việt Nam, phiên bản đời 2018 có sự nâng cấp nhẹ cả về ngoại và nội thất của xe. Ngoại thất của Ford Mustang đời 2018 cũng được hãng xe thể thao Mỹ nâng cấp lại ngoại hình với đèn pha thiết kế sắc sảo hơn. Dải đèn vàng được rời xuống vị trí dưới đèn pha LED và đặt nằm ngang thay vì nằm dọc trên phiên bản trước. Thay đổi khác của Ford Mustang đời 2018 chính là phần nắp capo có những đường gân nổi cơ bắp và thêm hai khe hốc gió làm mát động cơ. Chưa dừng lại đó, lưới tản nhiệt của xe cũng được nới rộng và cản trước thiết kế lại so với phiên bản trước. Bên trong khoang lái, Ford Mustang đời 2018 có bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại, bảng táp lô với các đường sọc Kazoo cá tính. Ngoài ra còn có vô lăng bọc da kết hợp với ốp kim loại, ghế được bọc chất liệu da cao cấp và có chức năng sưởi ấm ghế. Hệ thống thông tin giải trí Xin 3 có tính năng tương thích với Android Auto và Apple CarPlay và hệ thống âm thanh cao cấp Seeker Pro. Khối động cơ EcoBoost, dung tích 2.3 lít với 4 xi lanh của Ford Mustang đời 2018 tương tự như ở đời 2017. Khác biệt chỉ đến từ việc hãng Ford trang bị cho động cơ này sẽ đi kèm với hộp số tự động 10 cấp mới thay thế cho loại tự động 6 cấp độ. Trái tim Ford Mustang đời 2018 sản sinh ra công suất tối đa 310 mã lực và mô men xoắn cực đại 474 nanomet, cùng với 4 chế độ lái quen thuộc như bình thường, chân trượt, đường tuyết và thể thao của phiên bản trước. Mẫu xe thể thao đời 2018 còn được trang bị thêm 2 chế độ lái là DRG Chief và Mi Mode. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Ford Mustang EcoBoost sản xuất năm 2018 màu trắng nội thất màu đen, phiên bản môi cứng. Chiếc xe đã lăn bánh được 24.000 mai. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Hãy subscribe.